Chào các bạn quay trở lại với kênh Hải Phòng Today. Hiện tại mình đang có mặt tại đường 351 xã Hồng Thái, huyện An Dương, gần cách chân cầu Kiến An khoảng 1 km thôi. Hiện tại tuyến đường này đang ngập khá là sâu, khi mà có những chỗ lên đến tận 450 cm, nhất là khu vực chân cầu Kiến An. Tình hình hiện tại chia sẻ ở trên mạng xã hội thì như mình đã biết thì khu trung tâm thành phố là ngập lụt khá là nhiều trên diện rộng. Các ô tô xe máy cũng chết máy khá là nhiều nên là các tuyến đường hầu như là rất là khó khăn di chuyển. Nhất là vào sáng sớm thì mật độ người tham gia giao thông đi làm rất là lớn nên trận mưa lớn này đã ảnh hưởng khá là nhiều. Và đây có lẽ là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa đến giờ diễn ra tại Hải Phòng. Sau đây mình xin cập nhật một số hình ảnh về tình hình ngập lụt ở bên trung tâm thành phố cho các bạn xem nhé.